Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Chắc là cũng lâu rồi chúng ta chưa có một video nào về BBC phải không nhỉ? Hình như là video gần nhất đây của anh Việt chắc cũng khoảng tầm được 3 tháng rồi thì phải. Và ngày hôm nay thì mình quay lại với các bạn với một chủ đề, đó chính là BBC trong một tựa game mới, chính là Call of Duty Warzone. Thực ra thì game này mình cũng mới chơi thôi, thế nên là còn gà lắm. Cơ mà thấy cách chơi của nó thì cũng có vẻ vui hơn so với PUBG hay là Apex Legends, mà nó lại có miễn phí nữa chứ. Thế nên là bạn nào chưa thử thì hãy phải thử về chơi đi nhé. Bộ PC này thì dựa trên nền tảng là Coffee Lake. Thực chất thì nó là Core i7-9700F. Có thể là vào thời điểm này các anh em khi mà lựa chọn mua CPU Coffee Lake thì có một chút phân vân, có phải không nào? Khi mà Core Lake S của chúng ta thì đã được mở thông tin cũng như là sẽ mở bán vào khoảng đâu đấy 10 ngày nữa thôi. Và với Core Lake S thì chúng ta sẽ được nhân đôi lượng xử lý cũng như là hiệu năng hứa hẹn thì sẽ cao hơn so với lại Coffee Lake. Thế nhưng mà một điểm trừ duy nhất của nó là vào ngày mở bán chính là giá thành, có phải không nào? Nhưng mà cũng như anh em đã biết thì hiện nay trên thị trường các bo mạch chủ Z490 chị cũng vừa mới đưa ra thông tin. Thì vì việc đấy nên là chắc chắn các anh em sẽ phải lựa chọn Core i7-10700K rồi. Và điều này thì sẽ khiến giá độn giá nó lại càng cao hơn nữa cơ. Còn theo mình trước mắt thì cứ lựa chọn Core i7-9700F là hợp lý rồi. Còn nếu như anh nào vẫn muốn dinh Core Lake S về nhà thì xin chúc mừng, anh em chính là Ricky đấy, như mình vậy. Thực ra là cũng chỉ đùa thôi, nếu như anh em muốn sử dụng Core Lake S cũng như là muốn giá thành nó hợp lý hơn thì có thể chờ đợi thêm một số bo mạch chủ khác có giá hợp lý xuất hiện trên thị trường nhé. Tổng giá trị của bộ máy này là khoảng 45 triệu đồng, giá thành được tính ở thời điểm mình làm video này, thế nên về sau có thể sẽ khác đi. Với mức giá này so với cấu hình Core i7 và 2070 Super chắc chắn sẽ không phải là hiệu năng giá thành tốt nhất rồi, nên mình cũng sẽ nói thêm về các lựa chọn giảm giá thành ở phần sau video. Còn với cấu hình này thì các bạn sẽ được tận hưởng sức mạnh để chơi Call of Duty Warzone ở cấu hình tối đa. Thêm vào đó là hệ thống phần mềm tùy chỉnh đồng bộ và cuối cùng là máy nhìn sẽ rất ngầu luôn. Về CPU mình đã nói ở đầu video, đó chính là mình chọn Core i7-9700F. Thực ra thì so sánh bạn này với 9700 hay là 9700K thì có một chút yếu điểm, đó chính là em này không có card đồ họa tích hợp cũng như là không có khả năng ép xung. Nhưng với việc sử dụng card rời thì card đồ họa tích hợp hoàn toàn không cần thiết và bỏ nó đi còn tiết kiệm được gần 1 triệu đồng nữa. Còn khả năng ép xung thì cũng tùy thuộc vào bạn có thích tái máy hay không. Nhưng nếu thích ép xung thì các bạn cứ đợi đến chiếc 10700K và các bo mạch chủ Z490 cao cấp một chút thì hiệu năng ép xung mới thực sự tốt. Mặc dù chiếc 9700F này đi kèm tản nhiệt, nhưng mình hoàn toàn không khuyến khích các bạn dùng nó bởi vì hai lý do chính là nóng và ồn. Với bộ máy này, mình lựa chọn tản nhiệt là Gigabyte Aorus Liquid Cooler 240. Mặc dù giá thành khá cao, nhưng bù lại các bạn sẽ có được khả năng tản nhiệt tốt mà mình sẽ review chi tiết ở phần sau, cùng với độ êm ái thì khỏi bàn rồi. Đèn LED RGB cũng có thể điều chỉnh rất đa dạng, nhưng cái mà mình thích nhất đó chính là màn hình LCD để mình có thể để ảnh tự sướng vào đây cho đẹp. Còn nếu như các bạn cảm thấy có thể chịu được ồn ào cũng như là muốn tối giản chi phí của mình thì có thể sử dụng các tản nhiệt khí hay là All-in-One có mức giá khoảng từ 500.000 thôi. Và tản nhiệt thì vẫn là sản phẩm thứ yếu phải không nào? Thế nên là nó sẽ phụ thuộc vào ngân sách của bạn. Và do chiếc 9700F này thì không có khả năng ép xung, thế nên mình chọn bo mạch chủ B365 mình thấy là ok rồi. Chiếc B365M Aorus Elite này từ khi ra mắt đến giờ vẫn luôn nằm trong các top bo mạch chủ B365 bán tốt nhất. Với chipset B365 thì các bạn sẽ có khá đủ các kết nối mở rộng, tuy rằng không thể đa dạng được nếu so sánh với mainboard Z390 hay là 490 được. Nhưng mình nghĩ với 4 khe RAM, một cổng NVMe, 6 khe SATA và 6 cổng USB, trong đó có một cổng Type-C thì vẫn khá đầy đủ để sử dụng rồi. Điểm yếu của chipset B365 không phải là ở cổng kết nối mà là khả năng nâng cấp lên khi chiếc 9700F gần như là CPU tốt nhất mà các bạn có thể sử dụng cho nó rồi. Nếu như các bạn muốn sử dụng 9900K thì hãy trang bị cho mình một bo mạch chủ Z390, còn nếu như muốn nâng cấp lên nữa là 10700 thì chắc chắn phải lựa chọn một bo mạch chủ khác rồi. Còn cái điều mà chúng ta luôn đau đầu ở đây đó chính là về giá thành. Vậy nên mình cảm thấy combo 9700F cộng với lại B365 là tốt nhất, tối ưu nhất và không thể không bỏ ra một số tiền cao hơn khi mà muốn nâng cấp rồi. Về RAM thì không có gì đặc biệt, do mình thích đèn LED RGB nên mình lựa chọn cặp Venom Pro 16GB. Về dung lượng thì có thể chơi Warzone các bạn đừng tiết kiệm RAM nhé, vì 8GB RAM sẽ khiến các bạn bị văng game do tràn RAM nếu bật thêm các ứng dụng chạy nền khi đang chơi. Còn thực ra mức xung 3000MHz thì là hơi thừa thãi, vì CPU của chúng ta chỉ hỗ trợ có 2666MHz mà thôi. Với một tựa game có dung lượng tới 80GB thì chắc chắn kể cả SSD 240GB thì vẫn thiếu. Vì vậy mình lựa chọn ở đây là SSD Gigabyte Aorus RGB 512GB, đủ để bạn lưu Warzone cùng thêm vài game hay nữa để chơi.
với tốc độ tối đa tới 3.500 m mỗi giây, nhanh hơn khoảng 7 lần so với LED SATA và 30 lần so với ổ cứng truyền thống, thì chắc chắn các bạn không cần phải lo về tốc độ load game nữa rồi. Thực ra thì tốc độ load game của SSD SATA so với lại SSD NVMe thì theo cảm nhận của mình là không có sự khác biệt nhiều lắm. Thế nên là để tối giản cái chi phí đi thì mình vẫn lựa chọn các SSD SATA cho các sản phẩm gaming. Cặp màn hình là một phần quan trọng trong một bộ máy chơi game. Và Warzone của chúng ta thì là một game mới, thế nên là không có lý do gì mà lại không hỗ trợ Ray Tracing cả. Đối với mình cảm nhận thì RTX 2060 Super thì nó chỉ đang ở cái mức độ gọi là cưỡi ngựa xem hoa thôi. Còn phải lên đến là RTX 2070 Super thì thực sự nó mới đưa anh em vào một thế giới gọi là max setting được. Lựa chọn của mình ở đây là chiếc Gigabyte RTX 2070 Super Aorus 8GB có mức giá là khoảng 16,5 triệu đồng. Với sức mạnh của RTX 2070 Super thì hoàn toàn các bạn có thể chơi thoải mái game ở độ phân giải kể cả là 2K, chứ đừng nói là Full HD. Chi tiết sức mạnh của nó trong Warzone thì mình sẽ bàn bạc ở phần sau video nhé. Cấp điện cho cả bộ máy sẽ là chiếc FSB Hydro GE HGE650. Đây là một chiếc nguồn full module, thế nên việc đi dây sẽ rất gọn gàng. Và công suất 650W đủ để các bạn sử dụng tới 2080 Ti về sau nếu có nhu cầu. Nhưng quan trọng nhất đó chính là chứng chỉ 80 Blue Gold, xịn sò đảm bảo cho chất lượng cũng như là khả năng tiết kiệm điện năng của nó. Cuối cùng là vỏ cây, để phù hợp với kích cỡ nhỏ của mainboard thì mình lựa chọn chiếc Corsair 280X RGB. Mặc dù giá thành có hơi đắt đỏ, nhưng bù lại thì nó có tới 3 mặt kính cường lực cao cấp và kèm theo hai quạt Corsair LL120, mà mình thì tính ra cũng phải tầm 2 triệu đồng rồi. Điểm đặc biệt ở vỏ cây này là có khoang nguồn và ổ cứng được tách biệt hoàn toàn với các linh kiện khác để tối ưu hóa luồng gió cũng như là nhìn thấy máy đầy đặn hơn. Nếu như các bạn không ưng ý thì cũng có rất nhiều vỏ cây khác để lựa chọn, tùy thuộc vào sở thích mà. Về tổng thể của bộ máy này thì mình thích nhất là sự nhỏ gọn. Mình để bên cạnh một chiếc vỏ cây cỡ ATX thông thường để các bạn có thể dễ dàng so sánh hơn nhé. Điểm LED ở trong cây này cũng ở mức hợp lý khi mà điểm suýt chính ở các linh kiện chứ không phải dạng bé loe mọi chỗ. Có một điểm mình thấy hơi buồn ở đây đó chính là về phần quạt, khi mà LED của quạt cũng như là RAM kèm case thì lại điều hành bởi phần mềm Corsairing, trong khi đó phần LED tản nhiệt thì lại điều hành bởi Aorus RGB Fusion. Thực ra đây cũng là một điểm khá nhức nhối đối với tất cả các nhãn hàng trên thị trường hiện nay, khi mà mỗi một nhãn hàng thì lại sử dụng một đầu cắm cũng như là phần mềm khác nhau, không thể nào mà đồng bộ tất cả được. Do đi kèm hai quạt có hiệu năng khá tốt nên nhiệt độ của bộ máy tính này mình thấy là khá mát khi chơi game. Lần lượt CPU và VGA là 57 và 68 độ. Nhiệt độ môi trường lúc đó là 28.9 độ C. Để đạt mức nhiệt này thì quạt cũng không phải hoạt động quá nhiều. Khi quạt tản nhiệt chỉ xoay quanh ở mức 1.200 vòng trên phút, còn lại là quạt cát thì khoảng 1.800 vòng, thế nên là vẫn khá êm ái. Về hiệu năng chơi game, với 9700F, 16GB và RTX 2070 Super, mình thấy hoàn toàn thoải mái chơi ở độ phân giải Full HD và các thiết lập hình ảnh ở mức cao nhất. Mình có thử cả ở chế độ bật và tắt Ray Tracing thì mức khung hình đạt khoảng 125fps khi tắt và 117fps khi bật, chênh lệch nhau ở mức không đáng kể. Và theo mình thì các bạn nên bật Ray Tracing khi chơi nếu thích thưởng thức hình ảnh đồ họa tuyệt đẹp của game nhé. Sau video này thì mình sẽ thử xây một bộ cấu hình với CPU Core i7-10700 cùng với lại cả màn hình để so sánh trực tiếp giữa hai hệ này. Thế nên là các bạn hãy đón chờ xem nhé. Còn bây giờ thì các bạn cũng đừng quên like, share cũng như là subscribe. Còn nếu như yêu thích mình hơn nữa thì hãy nhấn quả chuông ở bên cạnh này để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của Hà Nội Computer nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. À mà quên, trước khi kết thúc video này thì mình có dành cho các bạn một clip nho nhỏ để các bạn có thể hình dung rõ nhất về việc khác nhau giữa màn hình có tần số quét là 60Hz, 144Hz và 240Hz nhé.